Mấy ngày trước, Công an thành phố Hà Nội phát hiện triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Long Biên. Kẻ cầm đầu là Kiều Văn Tiến. Nhưng điều bất ngờ là Tiến đã là một bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Kịch bản của trùm tín dụng đen Kiều Văn Tiến không hiếm. Tội phạm thản nhiên chia ra những tờ bệnh án như một kiếm bài miễn tử. Không phải tâm thần thì cũng là bệnh nan y như vụ việc mới đây tại tỉnh Quảng Bình. Công an tỉnh Quảng Bình vừa khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thu Hiền, 50 tuổi, ở thành phố Đồng Hới, và Đặng Tuấn Minh, 33 tuổi, ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc làm giả hồ sơ bệnh án, bệnh hiểm nghèo cho những người bị phạt tù để quản thi hành án. Hiền khai nhận lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện, yêu cầu người bị suy thận mãn tính phải chạy thận theo chu kỳ sau y hồ sơ bệnh án. Sau đó, đối tượng đổ thông tin để bán lại cho người đang bị tuyên án phạt tù nhưng được tại ngoại, mục đích là để được quản thi hành án. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm ngoái, Hiền giao cho Đặng Tuấn Minh và Nguyễn Thanh Xuân ở thành phố Đồng Hới 3 bệnh án giả để đưa cho 3 đối tượng có nhu cầu mua. Thưa quý khán giả, bệnh tật là biến cố của cuộc đời mà nhân sinh ai chẳng muốn an yên. Vậy nên chỉ có những người dụng tâm bất chính mới giả trá mình thành người điên hay là những người mắc bệnh nan y. Vâng, kẻ làm giả bệnh án cũng chỉ tiền, nhưng tiền chỉ mua được có thế chứ chẳng mua được cái quyền đứng trên pháp luật.